Hiền Hồ là cái tên hot nhất làng giải trí những ngày qua khi vướng lùm xùm chấn động. Cho tới hiện tại, vẫn chưa rõ ai là người phát tán chụp ảnh riêng tư của giọng ca này. Một tuần trôi qua, đối diện với scandal lớn nhất sự nghiệp, nữ ca sĩ Hiền Hồ giữ im lặng hoàn toàn, khóa toàn bộ trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô sẽ phải ở ẩn một thời gian dài để khán giả có thể quên đi hoặc ít nhất là để mọi chuyện lắng xuống. Người trong cuộc án binh bất động, tuy nhiên trên các diễn đàn vẫn bàn tán xôn xao, đặc biệt về thông tin xoay quanh chiếc xe Mercedes AMG G63, xế hộp 13 tỷ của Hiền Hồ. Trước khi nổ ra ồn ào, chiếc xe này luôn được Hiền Hồ sử dụng để di chuyển đến các show diễn. Trước đây không khó để bắt gặp xế hộp G63 màu trắng, thường xuyên đậu tại sảnh lớn của một khu chung cư cao cấp ở Bình Thạnh, địa điểm được cho là nơi ở của Hiền Hồ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, ngay trong buổi chiều hàng loạt bức ảnh riêng tư của Hiền Hồ và đại gia U60 bị phát tán, chiếc xe đã được di chuyển xuống tầng hầm, đồng thời phủ lên lớp vải đen che kín mít. Trong suốt một tuần, Mercedes AMG G63 vẫn giữ nguyên hiện trạng, được che chắn cẩn thận bằng một tấm vải màu đen của hãng. Nhiều giả thuyết được đặt ra rằng Hiền Hồ đang có thể lánh nạn tại chính căn chung cư nơi mình sinh sống, hoặc cũng có thể di chuyển đến một nơi khác, vì suốt một tuần đó cô không hề xuất hiện ở sảnh chung cư. Ở tuổi 24, sự giàu có của Hiền Hồ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện anh em họ nương tựa nhau được lan truyền, thì sự giàu có của Hiền Hồ từng chia sẻ trước đó khiến nhiều người nghi vấn. Rất nhiều cư dân mạng đã mạnh dạn cho rằng những món đồ hiệu sang chảnh của Hiền Hồ đều là những món quà do đại gia tặng. Những thắc mắc về cuộc sống chanh xả của Hiền Hồ liệu có phải do đại gia tặng hay không thì mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin con xe 13 tỷ của Hiền Hồ do một người khác đứng tên chứ không phải do nữ ca sĩ tự thưởng cho bản thân như chia sẻ trước đó. Nhưng đây vẫn chỉ là thông tin chưa rõ thực hư, người trong cuộc đang không có bất kỳ phản hồi nào nên vẫn chưa thể xác minh thông tin này đúng hay sai. Trong khi chính chủ quyết giữ im lặng, Hội Thánh Hóng đã tìm được thông tin được cho là liên quan đến con xe thị phi của Hiền Hồ. Theo thông tin đang được lan truyền, chiếc xế này đứng tên Hồ Thị Hiền, tên thật của Hiền Hồ. Tuy nhiên, do nữ ca sĩ đang không có bất kỳ phản hồi nào nên vẫn chưa thể xác minh thông tin này đúng hay sai. Trước những tranh cãi về khối tài sản của Hiền Hồ, mới đây một cựu truyền thông của nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về điều này. Cựu truyền thông của Hiền Hồ chia sẻ Hiền là một người rất nhiệt tình và chăm chỉ. Khoản tiền Hiền thu được từ YouTube chạy show đi diễn có thể mua xe 13 tỷ là chuyện bình thường. Hiền ra mắt cũng khá lâu rồi. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, cô ấy cũng có nhiều bài hit với lượt view lên đến hàng trăm triệu. Trong những năm qua, Hiền cũng chạy show nhiều, tên tuổi được công nhận chứ không phải được một phát mà mua được xe. Tôi thấy một nghệ sĩ chăm chỉ làm việc, cố gắng cho sản phẩm của mình, thì việc họ thu được thành quả để tậu về một tài sản giá trị cho bản thân là chuyện bình thường. Trước đó, Hiền Hồ cũng từng chia sẻ trên Zing cho biết rằng chiếc siêu xe G63 mà đang làm mưa làm gió trong scandal của cô là món quà do chính bản thân cô tự thưởng cho mình sau nhiều năm làm việc. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân có danh tiếng, tiền bạc, khán giả nhưng đổi lại là mất ngủ. Tôi không hiểu được khái niệm của sự giàu có. Hiện tại, tôi có như không có, cười. Sau một sản phẩm gần như là trắng tay, Hiền Hồ nói trên Zing. Cũng theo một bao show âm nhạc có tiếng cho biết, để mời Hiền Hồ tham gia biểu diễn trong một chương trình, giá cát xê của cô sẽ dao động từ 250 triệu đến 350 triệu đồng, tùy tính chất, quy mô và số lượng bài hát của nữ ca sĩ trong đêm diễn ấy.